Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official ha. Thì sẽ có những cái trường hợp ví dụ như máy móc của tất cả các bạn và các anh chị có thể là cài lại là có vấn đề gì đó, nó gặp vấn đề lỗi trục trặc gì đó ở trong cái Excel và Word. Thì khi một số cái file á, khách hàng gửi về hoặc là mình download trên mạng hoặc là mở ra thì nó sẽ bị tình trạng thế này. Và nó báo cái lỗi Project View ha. Và chúng ta khi mà chúng ta sửa như thế này nè, các anh chị thấy nó cũng không có đánh được, chúng ta không có sửa được cái gì hết. Để mà sửa được thì các anh chị phải vào trong cái phần Inbound Editing thì đâu lúc đó nó mới cho sửa hoặc là chúng ta mới in được. Hoặc kể cả ví dụ như trong phần Word nó cũng vậy, nó cũng báo cái lỗi này. Để bây giờ mình đặt cài cái mình download cái file này về nha. Rồi mình mở lên nè. Và các bạn chờ xíu mình sẽ mở cái file Word lên. Thì cái file Word nó cũng có cái hiện trạng đó, nó cũng báo một cái lỗi đó thì nó làm cho chúng ta rất là bực mình ha. File này hơi nặng mình xóa đi. Mình sử dụng lấy cái file khác. Nó đang bị gặp đây, bây giờ cái file Word như thế này. Mình mở lên các bạn cũng thấy nó cũng báo cái dòng Protect View ha. Tại vì có một đợt thời gian là mình sẽ cài lại cái Word với là cái Excel, cái bộ Office á. Thì có nó sẽ có những cái mình chưa có test bỏ cái lỗi này, do đó là khi mình hiện ra nó thì rất là phức tạp ha. Bây giờ ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về cái cách để xử lý lỗi như thế này, cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng các bạn hãy cùng theo dõi video này nha. Nếu các bạn đang xem đây, các bạn nào chưa đăng ký kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh nha, để cho kênh này càng phát triển. Rồi bây giờ để mà khắc phục cái tình trạng thế này thì các bạn mở cái phần Excel ha, mở một cái file Excel hiện có hoặc là mở một cái file mới cũng được. Chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ xin lỗi, chúng ta khi mà các bạn mở lên như này thì các bạn sẽ vào file, các bạn vào trong cái phần option này và các bạn chọn tới cái phần Church Center. Các bạn tiếp đến các bạn qua cái phần Church Center Setting nha, các bạn click vào thì nó ra hiện các bạn như thế này. Các bạn vào cái phần Protect View, các bạn bấm vào đây nè và các bạn click tiếp chọn ba cái này, các bạn bỏ đi ha. Bình thường thì nó như thế này, bây giờ các bạn click chọn ba cái này thì các bạn bỏ đi nha. Rồi sau đó các bạn bấm OK. Rồi các bạn bấm OK. Rồi sau đó các bạn mở thử nè, các bạn download lại thử cái file hồi nãy á, là các bạn mở thử và thử nó có bị không nha. Đây bây giờ mình mở lên. Rồi khi mình mở lên thì nó sẽ hiện ra luôn, nó không còn cái báo cái lỗi đó nữa ha. Thì đó là trên phần Excel. Còn đối với trên phần Word thì như thế nào? Đối với trên phần Word thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta cũng tương tự, chúng ta cả các bạn và các anh chị mở một cái file Word nào lỡ bất kỳ cũng được, hoặc là mở cái bộ file mới, cái file mới lên cũng được sao. Rồi sau đó chúng ta cũng vào file, chúng ta cũng vào option. Và sau đó các bạn vào Church Center, nó cũng giống như bên Excel ha. Các bạn Church Center Setting. Và ở trên đây các bạn sẽ chọn vào cái Protect View này. Chúng ta cũng click bỏ chọn ba cái này, ba cái dòng này và sau đó chúng ta sẽ bấm OK. OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử lại, coi thử nó còn báo như cái tình trạng như vậy hay không nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đào cái file này xuống. Cái file này là hồi nãy mình đào, cái file này là file có hình nên là nó hơi nặng một chút, nhưng mà không sao. Rồi mình qua mình đào cái file khác nữa nha. File này. À, cái file này mình download nè. Đây cái danh sách đây. Rồi bây giờ các bạn thấy là khi mà mở lên á thì nó không còn báo nữa ha. Và đó là cái cách mà để xử lý cái lỗi Protect View nha. Rồi hy vọng các bạn, khi các bạn xem video này thì những cái thao tác rất là đơn giản, các bạn có thể khắc phục được cái lỗi này. Chúc các bạn và các anh chị thành công. Hẹn gặp lại các bạn và các anh chị ở video sau ha. Nếu các anh chị nào mà
chưa đăng ký kênh Bà Đỗ thì hãy giúp mình đăng ký kênh ha, để kênh ngày phát triển. Chúc các anh chị thành công trong công việc và xử lý được những cái lỗi này khi gặp những cái tình trạng thế này ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Bye bye.